Hey boy, how are you? Hello, YouTuber. Today I will make a body one from Ikea, only about $3 for the gap glass bed. Put in there. But now I make it something different. This is glass. What thân chào các bạn. Hôm nay là mình đi ra ngoài ai kia cái tiệm kia. Vua này ở đâu ba? Đó, mình sẽ làm cái cọc bông. Cọc bông theo cái ý của mình á. Không có my knife.
đây mình đã bỏ trong đây rồi đó, là như vậy đó. Thì trong đây á, các bạn nhớ là phải cho nó vài miếng gạch nung trong này cho nó rút nước đó các bạn đó. Bây giờ mình sẽ bỏ đất vô, mình sẽ từ từ mình khoét tới cái lỗ đây nè đó, để mình trồng cây vô. Các bạn nhớ bỏ mấy cái gạch này cũng rất là to, greenhouse hả mà. Rồi đây, bây giờ mình bỏ cái spawn này vô, rồi nó thấm nước ở dưới đây. Các bạn nhớ. Very hot nha. Very hot nha. I hope so. Now I put it on the wall, on my plants. Yeah, look at that. Oh, a lot of strawberries. Mm-hmm. About 7 of them. Oh, fruit will come out soon. Yes. The red. More too.
of fruit. Yes. Hot pepper in here. Shoe wall. It's not shoes. It is plants. What's that? Bean? That's bean, Jess. Like a bean. Một bức tường màu trắng trong tương lai. Fence, phơn đấy. Phơn nhá. Lemon balm. Ginger. Oh, ginger. Ginger mint. Lemon balm there. Oh, lemon balm. Mint. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.